Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Chắc hẳn với thiết kế trên tay của tôi, bạn sẽ đoán ngay được ra chiếc đồng hồ này thuộc về thương hiệu nào. Lấy nguồn cảm hứng từ những mẫu đồng hồ xuất hiện trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước, chiếc đồng hồ Jazzmaster được Rolex giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992 với những đặc điểm đặc biệt của một mẫu đồng hồ dành cho thủy thủ. Đó là sự kết hợp của bộ vỏ khung Oyster, vành bezel xoay hai chiều cùng những vật liệu được Rolex nghiên cứu kỹ lưỡng. Và có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là mẫu đồng hồ Rolex Yasmaster được hãng giới thiệu vào năm 2015 tại Bazevua. Xuất hiện với bộ vỏ khung trong chất liệu vàng hồng nhà Rolex, đi với vành bezel bằng gốm Sierra chrome cùng hệ thống dây đeo mới nhất nhà Rolex, được xem là mẫu thiết kế được bàn cãi nhất tại Bazevua 2015. Thực tế thì có mặt tại Bazevua 2015 thì nhà sản xuất Rolex có giới thiệu đến hai phiên bản mới của chiếc Yasmaster với kích thước 37mm và 40mm, thì trên tay của Gia Bảo là một phiên bản với kích thước 40mm. Làm nên khả năng chống thấm nước tại độ sâu 100m cho chiếc Rolex Yasmaster này là bộ vỏ khung bằng vàng hồng trong dáng Oyster. Và dáng vỏ khung này thì xuất hiện trong hầu hết các mẫu đồng hồ thể thao của hãng, có thể kể đến như là dòng Submariner hay là GMT Master. Vành bezel của chiếc Yasmaster này thì có màu đen ở bên trên lớp chia khía màu vàng hồng để có thể xoay dễ dàng hơn. Màu đen được tạo nên bởi gốm ceramic đen. Và có một điểm đặc biệt nữa, khác với những cái dòng GMT Master hay là Submariner, thì chúng ta có thể thấy là các cọc số chỉ giờ hay các dấu báo phút được làm nổi lên chứ không phải làm chìm xuống như những dòng tôi vừa mới liệt kê qua. Tại góc 3 giờ của bộ vỏ khung là đúng chỉnh giờ, được thiết kế rất là chặt. Nếu như ngay lúc này tôi vặn tay thì rất là khó để có thể thao tác trên đúng chỉnh giờ này, bởi vì nó được thiết kế 3 lớp cùng một lớp gioăng cao su ở đây để giúp chiếc đồng hồ này trông thấm nước tốt hơn. Và đây là một trong những đặc điểm chúng ta nhận thấy nhiều trong dòng đồng hồ lặn chuyên nghiệp của Rolex. Được bảo vệ an toàn nhờ bộ vỏ khung vặn chặt kín lưng cùng lớp sapphire chống chảy xước cao cấp là mặt số đen của chiếc đồng hồ này, với màu đen đem lại cái nhìn cổ điển xuất hiện nhiều trong những mẫu đồng hồ thế kỷ trước. Ngay cả dòng chữ tên bộ sưu tập Yasmaster ở bên trong này đây được in bằng màu đỏ chứ không phải màu trắng. Đây là một thiết kế được làm lại từ những mẫu xuất hiện trong thập niên 60 của Rolex. Trên nền mặt số đen vẫn là 11 cặp chỉ giờ hình học đặc trưng, được phủ kín chất vắt quang Tourmaline, viền vàng nhà Rolex. 11 cặp chỉ giờ kích thước lớn cùng với hệ thống kim Mercedes kích thước lớn làm ta liên tưởng ngay đến những chiếc Submariner. Thì với cái đặc điểm này, Yasmaster cũng có khả năng xem giờ thoải mái trong môi trường thiếu ánh sáng. Hoàn thiện cho mặt số đen của chiếc Yasmaster kích thước 40mm này là tên thương hiệu bằng vàng, được đính nổi thủ công dưới góc 12 giờ, được đặt riêng tại góc 3 giờ ra ô cửa sổ báo ngày nhỏ gọn cùng kính Cyclops tích hợp trên lớp kính Sapphire. Và như tôi đã nói từ đầu, chiếc Rolex Yasmaster 11655 này xuất hiện đặc biệt tại Bazevua làm cho mọi người ngạc nhiên, không chỉ bởi vì thiết kế về dáng vẻ bộ vỏ khung bằng vàng hồng hay là vành bezel màu đen trong gốm ceramic, mà còn là nó là chiếc đồng hồ duy nhất được tích hợp hệ thống dây đeo Oyster Flex của hãng. Dây đeo Oyster Flex vốn được Rolex giới thiệu lần đầu tiên cũng tại Bazevua 2015, và dây đeo này chỉ được tích hợp trên dòng Yasmaster mà thôi. Dù bạn có mong muốn được tích hợp nó trên dây đeo của chiếc Submariner hay là GMT Master thì điều này cũng không thể, bởi vì nó là phần cấu tạo riêng rồi. Thoạt nhìn, dây đeo Oyster Flex có bề ngoài giống như một dây đeo cao su thông thường, nhưng thực tế nhà sản xuất còn tích hợp ở bên trong dây đeo một đoạn ngắn, một lưỡi kim loại bằng titan và nickel được nối liền với cả càng nối dây.
đoạn lưỡi kim loại này sẽ tạo form cho dây đeo, giúp dây đeo cong và ôm sát vào tay người đeo, cũng như nhiều chiếc đồng hồ thể thao khác nhà Rolex. Kết thúc dây đeo, nhà sản xuất trang bị cho khóa Oyster Club tiện dụng. Đây là khóa dạng gập. Bên trong những chiếc đồng hồ của Rolex luôn là những cỗ máy đập hết sức bền bỉ và chính xác. Nhưng nhà sản xuất này luôn trang bị cho bộ vỏ Oyster những nắp lưng kín mà không phải nắp lưng trong suốt để chúng ta có thể quan sát. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn biết được rằng những chiếc Rolex Yachtmaster và đặc biệt là chiếc này năm 2015 được trang bị bộ máy Caliber 3135 nổi tiếng nhất của Rolex thời điểm đó. Chúng ta hãy nói qua về bộ máy 3135 được tích hợp hầu hết những cải tiến của hãng cũng được nghiên cứu từ khi mới thành lập. Và không chỉ xuất hiện trong vòng Yachtmaster, bộ máy 3135 còn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhiều dòng đồng hồ của hãng như Submariner hay là Desert chẳng hạn. Hiện nay thì bộ máy Caliber 3135 cũng được tích hợp lên dây tóc Parachrome, giúp cỗ máy thời gian nhà Rolex có thể đạt được hai chứng chỉ là chứng chỉ Chronometer của tổ chức COSC hay là chứng chỉ Superlative Chronometer. Điều chúng ta có thể thấy ngay ở trên mặt số màu đen hai dòng chữ màu trắng đây. Chiếc Rolex Yachtmaster số hiệu 116655 có thể vận hành bền bỉ trong vòng 50 giờ đồng hồ. Hiện tại có mức giá là 24.950 đô la Mỹ. Trên đây là toàn bộ review về chiếc đồng hồ Rolex Yachtmaster có mặt tại Gia Bảo Luxury. Và nếu như cần thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này, bạn hãy truy cập ngay vào website gia bảo luxury.com hoặc để lại comment ở dưới video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.